định dạng đẹp tin ảnh kỹ thuật số quy chuẩn với nhiều thông số kỹ thuật, trong đó có thông số về thời gian phơi sáng, tiêu cự, chỉ số ISO, khẩu độ mở, ngày tháng, chế độ lấy nét, chế độ đèn, loại máy ảnh sử dụng, phần mềm sử dụng để xử lý ảnh và các thông số khác. Khi đăng tải ảnh trên Internet, bạn cần chú ý có nên giữ các thông số này hay nên xóa bỏ khỏi thông tin EXIF.